Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Clem một con tóc cần có cái hiệu là Body Dot, tự dán Body Dot Fancy nha các bạn. Thì con này nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Một BNB bằng 10 tỷ Body Dot ít chứ. Hiện tại nó trong chương trình bán hàng free sale, các bạn có thể mua từ 0.01 BNB hoặc tới 5 BNB nha các bạn. Rồi, con này theo thông tin của nó là mùng 5 tháng 5 sẽ lên sàn bằng cái swap các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn copy cái link dự án là Polydot Valency nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ giấy chocolate của mình ra nè các bạn. Để claim được con này thì các bạn cần phải có một cái điều kiện là cần phải có 0.0001 BNB của khoảng 0.5 hoặc là 1 đô USDT BNB nha các bạn. BNB BS20 nè các bạn. Rồi, bạn bấm qua một đát nè các bạn. Rồi các bạn dán cái trình duyệt, các bạn dán cái đường link, các bạn đã copy phần link mô tả dưới video mình, các bạn dán rồi bạn bấm gỡ nè các bạn. Sau khi các bạn chọn gỡ được, cái này lưu ý nha các bạn, bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain thì cùng các bạn bấm vào một claim nè các bạn. Nó cho claim free thì các bạn claim mà. Những dự án thế này nó mang tính chất hên xui lắm. Mình sẽ tốn là 0.005 16 BNB khoảng 0.3 đô ạ. Các bạn bỏ như ra một ly cà phê nha các bạn. Các bạn giữ đó rồi sau này biết đâu mình may mắn nha các bạn. Các bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Dự án của nó là bán hiện tại đang trong chương trình bán sale là 1 BNB bằng 10 triệu tóc căng Body Dot nè. Sau khi nó đi sàn thì nó sẽ 1 BNB khoảng 8 triệu. Rồi, để mình qua mình kiểm tra cái nó về chứ các bạn. Và sau khi mình claim nó đã về được 25 tóc căng có kiểu là Bully nè các bạn. Thì con này hiện tại dự án của nó là website của nó đang update này. Thì các bạn việc copy con sắt của nó với phần link mô tả dưới video của mình luôn đó các bạn. Thì các bạn mở cái địa chỉ với chocolate ra lại này. Rồi các bạn chọn mạng BNB Smart Chain, các bạn chọn một tìm kiếm các bạn. Bạn dán cái con sắt nó vào nè. Rồi các bạn làm copy lại. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn mở ra nè. Rồi thì các bạn sẽ thấy được 25 tóc cần Bully nè các bạn. Thì thông tin nó sẽ mùng 5 tháng 5 sẽ tới sàn bank ETH swap và hy vọng giá cao mình lái nè các bạn. Những giá thế này thì nhưng một khi mà các bạn trúng được một hai kèo là khá là ngon nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 25 tóc cần Bully đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.